Nên tất cả điều này Đức Phật đã chỉ chúng ta, đừng để bị tất cả điều đó nhận thức sai lầm thì chúng ta không xét sạch, không tham ái, không uống rượu, không nói nói dối, không nói dối. Không tham, trong đó có cả tiền tài, vật chất, vân vân. Không ăn uống quá độ. Rồi không ca hát nhảy múa, rồi không nằm giường rộng, rồi không dùng nước hoa dầu thơm, và nhất là không trộm cắp. Chiếm đoạt, không trộm cắp, chiếm đoạt tài sản không phải của mình. Như vậy thì Đức Phật đã chỉ ra tất cả các điều đó, không xét sanh, là chúng ta không giết hại, chúng ta không giết hại, chúng ta không tham ái, có nghĩa là chúng ta không có được. Tài dâm, tham ái là tài dâm, không uống rượu, chúng ta không được uống rất chất gây nghiện. Rượu thì làm cho chúng ta nghiện, rồi khi chúng ta nghiện rồi thì chúng ta không có bỏ được đó. Đó là không uống rượu, không tiền bạc đá quý. Rồi khi chúng ta tham thì chúng ta sẽ vướng vào tham, và khi tham rồi thì sẽ thành lạc. Không ăn quá bữa, không ăn quá nhiều bữa sẽ làm cho dạ dày của chúng ta tiêu hóa không được tốt và hư dạ dày. Như vậy thì không ăn nhiều bữa là ở ý này, chúng ta ăn chỉ những ăn bữa chính để chúng ta dạ dày chúng ta được hoạt động tốt hơn. Không ca hát nhảy múa là để cho cơ thể của chúng ta, cơ thể chúng ta được lắng yên, bình tâm, được lắng yên, bình tâm. Nếu chúng ta ca hát nhảy múa thì thân thở chúng ta và tâm chúng ta không bình tâm, không nằm giường rộng gối cao. Vì khi nằm giường rộng thì chúng ta có tư tưởng hưởng thụ vân vân. Như vậy thì điều này không tốt, chỉ nằm giường vừa, không rộng, không sức nước hoa dầu thơm, vì sẽ gây cho người khác, làm cho người khác ham muốn nên nước hoa thơm, nên làm cho người khác ham muốn, đó là không sức nước hoa. Như vậy thì không trộm cắp, chiếm đoạt tài sản không phải của mình. Điều đó có nghĩa là của mình làm ra thì mình giữ. Chiếm đoạt tài sản của người khác mà không phải của mình, tức là không phải của mình làm ra, thì đây là trộm cắp. Đừng nói chi ha, tội này thì cũng ở trộm cắp thì cũng rất là nặng.
nằm. Đó là các tòa chúng ta pháp luật cũng không cho phép, không cho phép chúng ta trộm cắp. Huống hồ các vị đang là những vị cầu đạo Bồ Đề đang tu hành, đang tu hành, thì quý vị không có trộm cắp. Quý vị thử nghĩ xem, quý vị đang là người tu hành mà quý vị đi trộm cắp thì quý vị có thật tu không? Đó là, đây là không phải là thật tu, đây là giả. Vì vậy mà quý vị không được trộm cắp. Là người tu, người tu hành, người cầu đạo Bồ Đề chân chính, là người Phật tử chân chính, chúng ta không có được trộm cắp. Tài sản của cải chúng ta làm ra thì chúng ta giữ lấy, còn khi không thả tài sản của chúng ta, bất cỡ là món hàng gì, món đồ gì, giờ dép vàng éo sim số, hay là bất cỡ xe cộ nào, bất cỡ là gì, thì tài sản của quý vị, giữ, không được lấy tài sản của người khác mà khi không cho phép. Khi quý vị hỏi xin hoặc hỏi người mà người khác đồng ý cho thì quý vị mới lấy, còn người khác không cho phép thì quý vị không được lấy, không được lấy. Đó là cũng giống như cơ thành lập ngôi chùa Độc Tín là giúp cho quý vị tu hành, quý vị có thể thanh quan vào xem, tải xuống các bài giảng kinh điển đều có thể được tôi cho phép, nhưng quý vị không thể mạo danh mà đỡ kiếm tiền là không được, không được phép. Đó là vi phạm theo luật nhập tạng và sẽ bị tội rất là nặng, sẽ bị tội rất là nặng, vì đó là của tam bảo, quý vị, đây là của tam bảo, quý vị phải hết sức lưu ý. Vì vậy mà không trộm cắp là ở chỗ này. Bản thân tôi thì không có gì cả, chỉ ngồi trừ kho tàng kinh điển thôi, trong thân tâm tôi chỉ như đó, nên tôi không có gì để cho quý vị lấy cả, mất cả, nên quý vị làm những việc đúng đắn, là người Phật tử chân chính thì chúng ta sẽ tiếp đối như thế này, tuyệt đối hiểu được rằng lỗi ở trộm cắp chiếm đoạt tài sản người khác là vô cùng lớn. Tiếp theo, chúng ta không được nói lời phù phiếm, có nghĩa là nói lời ba hoa chích kẹo, hoặc nói lời không có ý nghĩa. Chúng ta lời nói chúng ta là phải tuyệt đối hiền hòa. Quý vị đã là người ở trên kênh YouTube của tôi, là người tôi cũng được xem là, tôi xem là những đệ tử tử Phật chân chính, là người tu hành cầu đạo Bồ Đề, nhưng quý vị nói lời ác nghiệp, nói lời độc địa, đây là điều cấm kỵ trong chúng ta, trong Phật tử của chúng ta, nên chúng ta không được nói, hay chúng ta nói lời thô tục, hung dữ, vân vân, thì chúng ta không được nói.
chúng ta nói lời hung dữ, vì sao vậy? Đức Phật tránh, tránh. Và tôi cũng khuyên quý vị không nói, vì chúng ta nói lời hung dữ văn tục sẽ làm người khác khổ đau, sẽ làm cho người khác khó chịu và khổ đau. Như vậy thì chúng ta không được làm. Tại sao chúng ta không nói lời thủ phiếm ba hoa? Vì thật lực của chúng ta chưa tới chừng đó, nhưng chúng ta ba hoa, chúng ta nói nó quá lời, nó sai sự thật, thì làm cho người khác hiểu lầm. Đó cũng là không được nói lời ba hoa, không nói lời thủ phiếm. Và chúng ta phải nói lời có ý nghĩa. Chúng ta không nói được nói mà không có ý nghĩa, là nó không ý nghĩa, là lời nói không trọng lượng, không có giá trị. Chúng ta phải nói lời có giá trị, có giá trị. Chúng ta không được phẫn nộ, giận hờn, khó chịu, chán nản. Tại sao vậy? Vì khi chúng ta phẫn nộ lên, tức giận, chúng ta sẽ sai lầm. Hôm trước tôi đã giảng rồi, tôi đã giảng về phần bài giảng trên. Chúng ta sẽ dễ mắc sai lầm, mà chúng ta sẽ tắt thở, chúng ta sẽ làm cho người khác buồn đau và khổ. Như vậy thì chúng ta không được phẫn nộ. Chúng ta không được khó chịu, vì khó chịu là sẽ làm cho các mối quan hệ của chúng ta không giữ được lâu, sẽ mất mát. Chúng ta phải nói việc chính nghĩa, chúng ta phải nói lời chính nghĩa. Khi chúng ta không hiểu được cái vấn đề mà chúng ta chưa tìm hiểu, mà chúng ta đã khẳng định, thì điều đó có nghĩa là chúng ta không hiểu chân thật, không hiểu chân thật. Chúng ta lầm lạc, chúng ta lầm lạc. Chúng ta không tự tỉnh táo, sáng suốt. Nên vì vậy mà chúng ta phải hiểu chân thật, chính nghĩa. Và chúng ta không được tà kiến, chơi bài. Chúng ta không được chơi bài, chúng ta không được tà kiến. Đó là nếu chúng ta chơi bài, bản thân của chúng ta sẽ bị đầu tiên là chúng ta mất giá trị. Thế giới quan của chúng ta không mở rộng. Quý vị thử hình dung xem. Trước khi chúng ta chơi băng thì chúng ta có tốt chưa? Nếu chúng ta chưa tốt mà chúng ta chơi băng, điều đó có nghĩa là chẳng khác nào tự chúng ta chơi chúng ta. Và làm đi giá trị của chúng ta, hay còn gọi là value fashion, giá trị của chúng ta, value, giá trị. Của chúng ta bị giảm sút, giá trị của chúng ta giảm sút, giá trị quan cũng giảm luôn. Có nghĩa là chúng ta nhìn một thế giới đều giảm hết. Đó là việc mà chúng ta chưa bao. Nên Đức Phật mới nói chơi ba người cũng chính là chơi ba mình. Đó là ví dụ của tôi. Phải ở hết sức thành tâm.
Như vậy thì chúng ta cần phải có làm được điều đó thì chúng ta cần phải tâm chúng ta phải rộng lượng, phải bao dung, chúng ta không tham lam, không ích kỷ, không nhỏ nhen và không bám chặt vào cái những cái mà chúng ta có. Đó là chúng ta biết ngọn buông bỏ và bố thí. Như vậy thì chúng ta thấy được cái sự mà làm những điều được như thế thì chúng ta còn có được điều đó. Và chúng ta chỉ làm những việc tốt đẹp, chúng ta không được phải làm cái điều ác xâm hại. Ví dụ trộm cắp, chúng ta sát sinh, là dâm vân vân, thì đó là chúng giữ cái đức hạnh của mình, giữ cái đức hạnh của mình rất là tốt, gìn giữ giới hạnh của mình tốt đẹp, và chúng ta không có làm những điều đó, thì chúng ta rất là kiên trì, kiên trì, chúng ta bền bỉ, chúng ta tỉ mỉ, chúng ta làm những việc gì đi chăng nữa, dù là việc pha chế cà phê hay những việc ghi chép, hay chúng ta học hành, hay chúng ta điều hành, vân vân, thì chúng ta cũng làm những việc tỉ mỉ. Vì chúng ta tỉ mỉ thì chúng ta sẽ trở nên cẩn thận, từ đó mà mọi phát sinh của sự sai lầm chúng ta sẽ giảm bớt, chúng ta sẽ không có nhiều sự sai lầm. Còn nếu chúng ta buông thả, chúng ta cẩu thả, chúng ta là giả dối thì sẽ dẫn đến nhiều cái sai lầm, nhiều sai lầm gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. Ở thế gian thì chúng ta sẽ đi sai, đi dở dàng, đi đến đường lao tù vân vân. Vì chúng ta cẩu thả, chúng ta không kỹ càng, chúng ta rất là dễ bị. Ví dụ như chúng ta làm thiệt hại về tài sản quá nhiều, quá lớn, mà trong khi khả năng của chúng ta không đủ để chi trả, thì có phải là chúng ta sẽ vướng vào thì đó là cái điều đó là chúng ta sẽ vướng vào khổ đau. Đó là chúng ta nên biết điều này. Còn đó là việc ở đời. Còn nếu chúng ta trong nhà Phật của chúng ta mà chúng ta cẩu thả, chúng ta không tỉ mỉ, chúng ta không biết, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết hết rồi, thì chúng ta sẽ không có tiến bộ, không tiến bộ. Vì chúng ta biết hết rồi thì chúng ta không cần phải học nữa. Từ đó mà chúng ta không học thì chúng ta không biết. Đó là chúng ta phải buông bỏ cái sự cẩu thả của mình, hoặc là không kiên trì của mình, không học. Tôi nói chung, tôi không nói với ai hết, tôi nói chung. Đó là